Thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời sau một đêm, tiền chất như núi, xứng tầm đại gia. Đầu tiên, xét về cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Đinh Mùi là những người sống nhiệt tình, sôi nổi nhưng cũng là người chủ quan, tính tình khá nóng nảy, bộc chộp khá thẳng tính và quyết đoán. Sau đó có những lúc họ sẽ bốc đồng, họ cũng phải trải qua những sai lầm nhớ đời do bản tính của mình gây ra. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn, bớt nóng nảy thì sự nghiệp sẽ được bền vững, gia đạo sung túc hơn. Theo tử vi phương Đông, những người tuổi Đinh Mùi luôn vui cười, sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn với những bất hạnh của người khác. Tính cách của những người này rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn. Nếu được phát huy hết sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã và có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn sầu. Tính cách của người tuổi Đinh Mùi được xếp vào hàng rụt dè với những người có tính tình bạo dạn. Tuổi Mùi họ sẽ là người tao nhã, nếu là công nhân hay quản lý, họ cũng sẽ mang cho mình phong thái điềm đạm và chắc chắn. Khi sự nghiệp và các mặt khác của họ đi xuống, họ thường là người buồn thương đa cảm, thậm chí là kẻ bi quan chán đời. Người này thường yêu cầu nghiêm khắc về ngoại hình và cách nghĩ của mình, vì thế dễ rơi vào trạng thái không thống nhất. Khi bị dọa nạt thà nuốt giận, không nói chứ không muốn giải bày quan điểm của mình, càng không muốn thể hiện sự mất hứng của họ. Xem tử vi để thấy họ vẫn kiên trì với quan điểm của mình trong thế giằng co của sự trầm mặc. Tuy nhiên là những người này luôn tràn đầy lòng nhiệt huyết và đam mê, là người có đầu óc tổ chức kèm với óc hài hước, nên tổ chức mọi việc thường nhanh chóng và thành công. Đinh Mùi là một con người thật thà tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân để lo cho lợi ích của tập thể, tạo dựng khá tốt các mối quan hệ. Họ luôn gặp nhiều may mắn về tài chính. Vì vậy, khi thành lập công ty hay kinh doanh riêng, họ luôn gặp thuận lợi trong con đường phát triển sự nghiệp. Về vận mệnh, tuổi Đinh Mùi có những năm tháng tuổi trẻ vất vả ngược xuôi phấn đấu vì sự nghiệp. Vì vậy mà tuổi Đinh Mùi sung sướng khi về hậu vận, cuộc sống hậu vận an nhàn, gặp nhiều may mắn. Gia đạo của bản mệnh khá êm ấm, gia đình sống hạnh phúc. Tuy nhiên đường tình duyên cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió mới tìm được hạnh phúc chân thực cho đời mình. Cuộc đời về hậu vận được sung sướng nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa sức thể hiện tài trí của mình. Cũng chính vì vậy, người tuổi này luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, bản mệnh thích sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Người sinh năm này giỏi trong việc giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Thứ hai, trong công việc tuổi này có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề biết mệt mỏi. Họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng, đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh
tuổi Đinh Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng, đem tới lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Thứ ba, họ là người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai, dù là đơn giản hay phức tạp. Bản mệnh đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Vì vậy, khi được giao phó bất cứ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ không giỏi kiềm chế che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ đúng là như thế ấy. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn trong một số trường hợp. Tuổi này lại khiến người khác yêu thương bởi sự thẳng thắn của chính mình. Thứ tư, với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi này sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận những lời khuyên từ người tuổi Đinh Mùi. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải cảnh thiếu thốn. Họ khéo léo trong việc tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp người này học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Ngoài ra, tuổi Đinh Mùi biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung tự tin và không hề sợ hãi. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi này vẫn luôn vui tươi thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm, ngày mai vẫn còn cơ hội ấy. Không có việc gì phải vội vàng. Cuộc sống họ biết được cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Nên đôi khi họ không cần đọc cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc đời của mình sắp tới sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Sinh năm 1967, tuy sở hữu khả năng nhạy cảm với việc dự báo tương lai của bản thân, nhưng họ cũng không nên sử dụng nó để nói ra bên ngoài hay can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngoại trừ bản thân và gia đình. Một ưu điểm khác giúp tuổi Đinh Mùi phát triển trên đường đời, đó là nằm ở khả năng tự vấn. Cái năng lực tự vấn này giúp họ luôn phân biệt được phải trái, đúng sai, biết đâu là thiện ác, đâu là thị phi, giúp họ trong suốt những năm tháng bôn ba, luôn rèn luyện bản thân thay đổi tâm tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện, để giàu sang hay không thì chưa biết, nhưng tâm thái bình thản, yên ổn, an nhiên là thứ chắc chắn họ có được ở trong cuộc đời mình. Cuộc đời của Đinh Mùi là khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận, cho tới trung vận của họ, cũng lắm lần nên doi, đôi lần xuống cầu, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của 1967. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mày mòn đi khắp nơi, còn lại trốn xây yêu đời, yêu người, không hận thù chẳng luyến lưu, không đâm chuyện chẳng quá bận tâm tới việc của người khác. Việc mình làm, người mình quan tâm thì mình chăm, khó mình thì mình lo, chứ ít khi than thở với những người ngoài. Đinh Mùi trong giai đoạn trung vận hiện tại, chuẩn bị bước vào hậu vận, là giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, để dựng thành vinh hoa khi giao tiếp giữa người với người. Đinh Mùi là một loại nhường nhịn, lấy đất dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Đối với Đinh Mùi đó là một loại thong rong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bình an vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Người tuổi Đinh Mùi tính tình khiêm nhường, cẩn trọng, đầu óc suy nghĩ minh mẫn, khả năng phân tích vấn đề rất tốt, cũng phân biệt chuyện đúng sai, họ có thể thoải mái đáp ứng yêu cầu của bất cứ công việc nào. Đây là người bẩm sinh đã có thiên hướng nghệ thuật, có óc sáng tạo và thẩm mỹ rất cao, cũng có tài năng thiên phú về lĩnh vực y tế và hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng. Họ không thích cô đơn, ghét phải ở một mình, khi làm việc tập thể dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo chính xác,
đúng lúc và đem tới hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Tuổi Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Người này không thích hợp để đứng ra làm người lãnh đạo, gánh vác trọng trách. Họ sẽ làm tốt hơn nếu có đồng nghiệp hợp tác ăn ý. Người sinh năm này có khả năng chịu đựng ngoan cường. Điều này cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác với vẻ ngoài cường tráng lại không thể làm được. Tử vi cho thấy tuổi Đinh Mùi là con giáp không biết lùi, đặc biệt là thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng tới tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp. Để tăng thêm thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận Cát Tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn như thế nào, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát ít phá tài. Cuộc đời bạn không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc. Khi còn trẻ họ đã có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc đủ đầy. Song người này có một nhược điểm chính xác hơn là thích mua những món đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng rộng rãi với bạn bè, nên tiền kiếm được cũng tiêu rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú, đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về tài chính. Không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn để phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng làm nên, thành công gây dựng cơ đồ. Người sinh năm Đinh Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, bản mệnh có khả năng chịu đựng tốt trong những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lơ thưa. Dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong, cho phép bạn chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian dưỡng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực,
tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân, đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trong tháng mới, vận trình công việc của người tuổi Đinh Mùi khá thuận lợi khi mọi thứ đi theo kế hoạch đã định. Nếu có khó khăn thì chúng cũng nằm trong tầm kiểm soát và bạn có thể xử trí một cách nhanh gọn, có dấu hiệu cho sự thay đổi tích cực. Có những người đang tìm việc sẽ có cơ hội trong làm ăn, môi trường yêu thích, hoặc lúc này bản mệnh được phát huy năng lực của mình. Có thể thấy trong tháng 8 âm này, bản mệnh trải qua thời gian tràn ngập trong tư duy sáng tạo. Các ý tưởng cứ tuôn trào như suối, giúp những dự định của bạn đang ươm mầm, cuối cùng cũng bắt đầu đơm hoa kết trái. Việc bạn có thể thăng tiến trong thời gian tới là có thể khi bạn biết cách chủ động hơn trong công việc. Đừng ngại đưa ra những đề xuất có tính ứng dụng cao mà bạn tự tin rằng bạn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, công việc thường sẽ gặp phải những khó khăn, chủ yếu ở khoảng thời gian đầu tháng. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc bạn cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường dẫn tới thành công nào trải toàn hoa hồng. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy lắm. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược. Ai cũng khăng khăng với nhận định của bản thân, nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng, nhưng nếu đã cộng tác với nhau thì cần phải đặt mục tiêu chung lên trên hết. Khi đó cả bạn và cộng sự đều sẽ tìm được cách để thống nhất ý kiến, tạm gác cái tôi để nỗ lực vì chúng ta. Khi đã tìm được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và thành công nhanh chóng. Nhìn chung, sẽ có nhiều thời điểm công việc gặp nhiều xáo trộn, có thể khiến con giáp này chùn bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở. Nhưng cũng đừng quên đi những lợi nhuận mà mình có thể may mắn có được. Đặc biệt là khi tháng này Đinh Mùi được nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm mà bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua đi. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng thì nên bình tĩnh lại, cân nhắc được mất trước khi hành động. Khi đó bạn sẽ biết nên làm gì, và nếu xảy ra trở ngại thì chúng đã nằm trong vấn đề mà bạn lường trước. Nhờ đó mà bạn hạn chế được sự thất vọng, chán chường có thể dẫn tới hỏng việc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Công việc có tốt, có xấu, nhưng tuổi Đinh Mùi vẫn có thể xoay sở kịp bằng chính nỗ lực của mình. Nhờ vậy, tài chính của bạn trong tháng 8 âm lịch này nhìn chung là khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình, nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn kinh doanh lúc này túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh. Tháng này có tương phá tác động, nên bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần khi cạnh tranh,
tranh chấp thị trường sẽ gia tăng. Đối thủ cũng đang nghiên cứu bạn rất kỹ, nên nếu không có sự đổi mới, bạn tất sẽ bị lấn lướt, thậm chí là chơi xấu. Trong đầu tư thì cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly, đi một dặm, nguyệt lệnh lâm quang đới hậu thuẫn, bạn thể hiện lòng tham vọng giàu có của mình. Cũng quyết tâm cao độ, nhưng mặt xấu là dễ khiến bạn để sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị chi phối cảm xúc. Bản mệnh nên nhớ làm việc theo tư duy logic chứ không nên để tình cảm, cảm xúc chi phối, tiền bạc phân minh, tình cảm rõ ràng, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu chi trong tháng cũng không ít, nhất là về thời gian cuối tháng có nhiều việc lớn phát sinh phải dùng đến tiền, khiến tình hình tài chính của bạn thất thoát. Tuổi Đinh Mùi nên lấy tích lũy làm trọng, coi như tích tiểu thành đại, chi tiêu hợp lý thì sớm muộn gì cũng có của ăn của để. Nhất Bạch bay về phương Đông, cho thấy có dấu hiệu đi xa, di chuyển thường xuyên, có thể việc du lịch sẽ ngốn của bạn kha khá tiền bạc, việc tự thưởng cho bản thân là điều nên làm. Tuy nhiên rút kinh nghiệm trước thì bạn nên dành ra một khoản nhỏ tiết kiệm cho những thú vui, hoặc mua đồ xa xỉ, đừng dồn tiền tiêm một lúc bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Một số người nhận ra bản thân không tích lũy được gì nhiều, ngoài việc hạn chế tiêu dùng những món đồ đắt đỏ, thì cũng đã đến lúc bạn có thể tìm thêm những cách tăng thu nhập khác nữa. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tháng này, tuổi Đinh Mùi có cả hung giận lẫn cát giận, nhưng riêng đường tình duyên thì rất thắm sắc nồng nàn, sao thái âm giúp đào hoa nở rộ. Chuyện tình cảm con người vì thế mà luôn hứa hẹn rất nhiều điều tốt, những mâu thuẫn giận hờn giảm đi trông thấy, tình yêu cứ như được mở sang trang mới vô cùng sinh động và lãng mạn. Các cặp đôi đang yêu có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thăng hoa, thì ngày càng có sự ăn ý và thấu hiểu nhau trong mọi vấn đề, một số cặp đôi có thể tính tới chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình, những khúc mắc gia đình trước đó được xóa bỏ, tranh cãi không còn nữa. Bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp hạnh phúc, cuộc sống gia đình đôi khi bên nhau cố gắng thay đổi tích cực vì đối phương. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên bạn vẫn nên cẩn trọng khi kết giao với người mới quen, nhất là nữ mệnh tránh bị lừa gạt tình cảm lẫn tiền bạc. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng mới, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi tuy không gặp vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản mệnh vốn dĩ khá tốt, nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù vậy bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, chú ý đi đứng thận trọng, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát bị thương. Nếu bản mệnh không thể tăng cân, giảm cân nhanh như mong muốn thì cũng đừng vội vàng. Mọi thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều, bạn cần kiên nhẫn hơn để nhận ra sự thay đổi trên cơ thể của mình. Nên ưu tiên chế độ ăn nhiều rau, củ quả để đảm bảo cân bằng và đủ chất trong bữa ăn của mình. Tuy bạn thấy rằng chúng khá nhạt và khó ăn, nhưng có thể bắt đầu thay đổi bằng việc ăn ít rồi tăng dần số lượng lên. Bạn thường xuyên ăn các món bún, phở cho nhanh và tiện, nhưng chúng không phải khi nào cũng có thể đảm bảo vệ sinh. Vì thế, nếu có thể hãy tự chuẩn bị cơm cho mình để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu đi vào guồng tập luyện, vì cơ thể bạn đang cần sự vận động nhiều hơn nữa. Nếu thiếu động lực thì bạn có thể rủ thêm bạn bè để có người thúc đẩy tinh thần cùng mình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ tuổi Đinh Mùi có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuần đầu của tháng này, người tuổi Đinh Mùi nghênh đón Thiên Đức Chủ về thăng tiến quan chức, phát tài phát lộc, có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Bạn là người chủ động có tầm nhìn xa với sự may mắn, nên tiến hành việc gì cũng hanh thông như ý. Người kinh doanh tự do, làm việc tự do, có khuynh hướng mở rộng hoạt động, không gian thể hiện mình cũng rất tốt. Tuy nhiên đừng quá chủ quan bởi trong vận trình của bạn xuất hiện thất sát, có tính nóng nảy vội vã và dễ xung đột với người khác.
Nếu không kiềm chế được cái tôi cá nhân và tính cố chấp thì có thể va chạm với đồng nghiệp, đối tác, ảnh hưởng không nhỏ tới thành quả mà bạn cố gắng bấy lâu nay. Chuyện tình cảm của bạn gặp đào hoa, nói tốt thì cũng tốt, nhưng vẫn nên thận trọng bởi sau này chủ về những mối quan hệ không đoan chính. Người độc thân tuy có quyền lựa chọn tìm hiểu nhưng vẫn phải chú ý tác phong, tránh gây hiểu nhầm cho người khác. Người đã có gia đình cần hạn chế thân thiết với người khác phái để nửa kia yên tâm hơn. Tuần này bạn có chút rắc rối về giấy tờ, nên nếu phải đi làm thì các thủ tục hành chính nên tiến hành sớm để không bị chậm trễ. Do cần đi lại nhiều lần và phải mất công chờ đợi, nên hãy chuẩn bị chu đáo, đồng thời giữ bình tĩnh, tránh nóng nảy mà khiến mọi chuyện chuyển xấu, tệ hơn là hỏng việc. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Đinh Mùi không tốt lắm, các ít hôn nhiều, có nhiều rủi ro khiến bạn cảm thấy chán nản. Tuy nhiên điểm sáng là có sao tử vi các tinh trợ lực cho sự nghiệp và tài lộc, nên vẫn có hy vọng, hãy lạc quan và hướng về phía trước bạn nhé. Sao tử vi chủ yếu giúp đỡ về thủ tục hành chính và đường lối, còn hành động cụ thể vẫn phải dựa vào chính bạn. Tuổi này có nguy cơ gặp thương quan bị người khác gây ảnh hưởng tiêu cực khiến công việc không thuận lợi, phải đi làm lại nhiều lần, nên đừng quá tin tưởng vào người khác, tự mình làm vẫn là chắc chắn nhất. Đồng thời quan hệ xã giao của bạn cũng không ổn lắm, thương quan gây chuyện thị phi, đồng nghiệp không vừa ý nên bày thói nói xấu, bịa đặt quấy rối bản mệnh. Lúc này tử vi ra mặt bảo vệ bạn nên không cần phải lo lắng quá nhiều, quan trọng nhất là làm việc thật tốt, dùng kết quả để đáp trả lại họ. Sức khỏe của bạn không được tốt lắm, do mệnh mộc gặp mùa thu nên hàn khí xâm nhập khá mạnh, bạn sẽ bị tổn thương cảm lạnh, hệ hô hấp hoạt động không tốt. Vì vậy hãy chú ý giữ ấm, tránh những nơi có nhiều hàn khí và có chế độ nghỉ ngơi đầy đủ để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ thân thể tránh ốm bệnh. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuần này tuổi Đinh Mùi có lộc do thực thần mang đến, làm gì cũng suôn sẻ, có người mời ăn, mua đồ và tặng quà, bạn còn thường xuyên được giảm giá hoặc ưu đãi nhiều hơn người khác. Dù số tiền không nhiều nhưng cũng giúp con giáp này cảm thấy vui tươi trong một tuần không ít căng thẳng. Do có tỷ kiên nên tinh thần làm việc của bạn mạnh dạn chủ động, thông thái với những đường hướng khá tốt, tuy nhiên cách thức hành động quá táo bạo. Cùng thói quen làm theo ý mình sẽ khiến bản mệnh bất đồng với quan điểm và đồng nghiệp, có thể là với cấp trên. Thay vì đối đầu tranh cãi, bạn nên giải thích cụ thể với mọi người để họ tâm phục khẩu phục, hợp tác cùng nhau hiệu quả hơn. Sao thiên hỷ báo rằng bạn có một tuần nhiều niềm vui, hỷ khí dượng, thường xuyên được mời đi đám cưới tiệc tùng, khiến không khí xung quanh phấn chấn hơn hẳn. Bản thân con giáp đấy có nhân duyên tốt, nếu may mắn thì có thể bạn sẽ trở thành nhân vật chính của tiệc cưới. Chú ý tới việc chi tiêu và quản lý đồ đạc của mình, bởi xuất hiện kiếp tài chủ về mất đồ hao tiền, ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền mặt và những đồ quý giá, hãy lưu ý túi xách, ví tiền, điện thoại, xe cộ, bởi có thể bạn sẽ gặp nạn trộm cắp bất ngờ. Nếu cần mua một món đồ đắt tiền, hãy mua trong tuần này, để coi như một khoản xót xa mất tiền, nhưng được việc. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuần cuối của tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi này có vận trình tươi sáng nhất, tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi, nhưng nhìn chung bạn không quá vất vả để vượt qua nó. Phương diện tốt nhất là tài lộc, nhờ tài tinh tỏa sáng mà bạn có nhiều cơ hội thu về những khoản thu nhập dồi dào, mở rộng khả năng kiếm tiền. Công việc đang trên đà tăng tiến, có thiên ấn trợ giúp, cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện, nên bạn hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân, phát huy thế mạnh của mình. Những ý kiến, ý tưởng, đề xuất mới hầu như đều được thông qua một cách dễ dàng, khiến bạn có thêm niềm tin vào con đường đang theo đuổi. Năng lực tốt là ưu điểm nhưng thái độ của bạn cần phải điều chỉnh theo hướng khiêm tốn, nhẹ nhàng hơn. Kể cả khi đạt được thành tích xuất sắc nhưng cũng đừng kiêu ngạo và coi thường đồng nghiệp. Cách bạn cư xử sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình làm việc, hãy khôn ngoan hơn. Để đảm bảo sức khỏe, con giáp này cần có thời gian nghỉ ngơi, tự thư giãn để tái tạo năng lượng. Bạn cần ngủ đủ giấc và quan trọng nhất là có các hình thức giải trí trong suốt tuần. Chứ không nên vùi đầu vào công việc, làm việc quá sức rất dễ kéo bệnh tật tới, gây áp lực nặng nề lên thân thể.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, con người trên đời không ai hoàn hảo vô khuyết, khó tránh khỏi những lúc phạm sai lầm. Đức Phật có dạy rằng trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở, người làm sai và biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra, cũng có thể coi là người làm lại một lần nữa, cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như người biết rõ về việc mình làm là sai nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thật tâm trong lòng họ chẳng hề có một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù biết lỗi nhưng không nhận lỗi, vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế nên đối với những người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống, bởi lương tâm day dứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy đến. Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm, sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thoát. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng, người làm sai chắc chắn phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây nên. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ cho người như vậy. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.